Hello, xin chào mọi người đã tới channel của mình là Music Game Event. Hôm nay mình đã trở lại tới game quen thuộc với chúng ta. Game này mấy hôm nay cũng được cả 100.000 người chơi mọi người. Thì game này thì chúng ta vẫn như thường thôi, tập tay nhưng mà nó sẽ thay đổi nhiều cái mới khác. Đó chính là xuân nhận không được không mọi người. Chúng ta sẽ coi. Thì mấy giờ thì nó hơi lag một chút thì chúng ta phải cái này đây rồi chúng ta đã nhưng mà cái này thì nó hơi lag xíu để xem như thế nào đây. Nó chính gì đây nhưng mà không thấy rõ mọi người ạ. Golden button gì đây thuốc thì mọi cứ luyện tập như vậy thì chúng ta sẽ có sức mạnh tăng lên nha. Đến bây giờ thì tôi chẳng thấy tăng gì hết mọi người. Nó tăng lên có chút. Đập tạ đi. Sao nó không tập được mọi người? Ô mọi người ơi, đây là cái loại bung hay là cái gì đấy mọi người ơi? Tôi có thể lấy tạ đập luôn rồi. Quá hay. Rồi, cứ tập vậy đi. Đấy, nhìn thấy cũng hay hết. Đấy, chúng ta vừa lấy cái tạ này, vừa lấy tay không đọc luôn cũng thấy là hay đúng không? Rồi, chúng ta chỉ còn còn một giây thì chúng ta có thể nhận được cái mới. Cứ tập luyện vậy nè. Rồi, thì chúng ta sẽ cố gắng tôi đã lên được khoảng 11.000 tả rồi mọi người. Thì tập tới cái cây này. Này gọi là cái cây gì thì tôi không biết nữa. Cứ nắm giật ra. Thì một chút tôi sẽ cái này có rebirth nha. Thì tôi rebirth ngay bây giờ thì phải 2.500 cái lần. Và tôi sẽ cố gắng bật tay mấy thằng này đi. Trời mấy này sự tôm, ok. Đây, chế độ khó này khó gì. Dễ. Dợm. Mafia thôi coi. Này không biết nhiều. 41.000. Này phải bấm hai cái nha mọi người thì nó mới lên được. Giờ chúng ta không đánh bại được cái thằng bự cho bá nè. Nè đồ vật rồi. Chúng ta sẽ huấn luyện cái này nha. Đây, chúng ta bấm càng nhanh càng tốt thì nó sẽ nhanh hơn nha mọi người. Đấy, khá là dễ đúng không? Rồi, chúng ta sẽ nhận qua tiếp 100 cái này. Rồi, 6 trình giày. Khá dễ. Cộng 6 trên dây mọi người này đấm cứ liên tục. Rồi cho nó tự auto đi. Rồi xem con bé bao nhiêu đây còn rồi mọi người à, hơi tỏm một xíu. Sự kiện event hay gì nè. Rồi giúp tôi sẽ vật tay với mấy thằng đó. Tôi sẽ cày lên khoảng 100.000 cái
đấm đấm thì nó sẽ mạnh hơn. Đấy, thì chúng ta đã lên được khoảng 87.000 88.000 gì đó thì nó khá là lên nhanh. Thì tôi sẽ mong mà nó lên nhanh một xíu để tôi có thể mạnh hơn nữa. Mà chúng ta đã được 93.000 nhưng mà chúng ta chỉ còn chúng ta đang chơi thì nó có thể lên nhanh này nha. Thì thấy lên nhanh nhất là cái nắm đấm này. Thì cái mà hai cái kia thì nó hơi chậm chậm xíu, nó nhích chậm lắm. Còn cái này thì nó lên nhanh thì chúng ta nên cài cái này là ok nhất. Rồi, 100.000 rồi. Chúng ta sẽ đi auto vật tay khoảng cái trứng à, mình sẽ xem nó ra trứng gì đây. Nó ra cái trứng gì đây, Tiger hả? Wow, ghê đấy. Rồi, tôi sẽ đổi bet. Bet này cười quá. Rồi, cho Tiger đi. Đưa nè. Ok, giờ tôi sẽ cho nó auto vật tay với cái thằng này liên tục. Đó, auto vật tay thì sẽ ok hơn. Đấy, khá là nhanh, khỏi cần vật luôn, để cho nó tự vật là ok. Đây thì chúng ta đã vật được khá là nhanh. Có thằng Dương đang xem mình vật mọi người. Đây, chúng ta đã vật được rồi mọi người. Rồi mình sẽ đi vật tay nha. Cái thằng kia nó rủ mình rồi. Thì nó cả mấy chục trăm triệu, mình chỉ có mấy trăm ngàn thôi, thôi gì vậy. Giờ chúng ta nhét lên không được cái gì luôn á mọi người à. Rồi nó đấm một cái kìa, nhìn nó vật cái kìa. Thôi rồi luôn, chơi gì nữa. Thôi chơi luôn đi cô. Nó quá mạnh đó mọi người à. Rồi thua à, cũng quá mạnh mà còn đủ mình tập nữa mọi người à. Chúng ta sẽ tập cái này. Này bự quá mọi người. Đó, chúng ta tập cái này có thể lên nhanh hơn. Đây, hơi chậm một xíu mọi người. Rồi, cứ nhích lên vậy nè. Đó, cái tạ bự cho bá luôn. Tôi có thể nhích được bằng hai tay. Sống chơi tay nha. Đó, chơi đấm đấm vậy đi cho nó dễ ha. Rồi một chút sẽ tập cái kia. Rồi để dành cái cúp để có gì có thể mua, có thể rebirth cho mọi người thì nó có thể nhanh hơn. Cái kia nó chậm quá mọi người. Tôi thì mấy con bé thì không có nhiều. Ồ, tôi nó đã tặng cho tôi cái này. Rồi, đợi một chút nữa thì sẽ cho cái kia luôn. Lên được 218. Khá là nhanh. Chuyên đi là gì? Chúng ta nên rebirth nha. Chuyện này thì nên rebirth thì sẽ mạnh hơn. 2500 thì thôi. Chơi auto hết nha. Đây tụi tôm. Ok, khá dễ. Rồi tiếp theo sẽ như thế nào đây? Dạng dạy quá đơn giản nha. Cày lên 2500 rồi chúng ta sẽ rebirth đây là sẽ tiếp tục tiếp. Đấy, cứ làm liên tục với thằng này chứ mafia thì nó hơi chậm nhưng mà nó nhiều hơn nha mọi người. Thì tôi chỉ chơi thằng này thôi thì nó vừa dặn mà nó nằm giữa thì nó sẽ khá ok, cũng bình thường, không khó. Tuy khó và khó chứ ra nó không có dễ, nó rất là khó nhưng mà dễ.
là dễ thôi. Và chúng ta được 2137. Này, cố lên 2500 luôn đi. Đấy, bấm là khá là nhanh luôn. Rồi, cứ tiếp tục. Cái này thì nó hơi chậm mọi người à. Phải cố phải cho nó tự auto để cày vậy thôi. Chứ tôi không biết làm cái gì hết. Ồ, vậy nó hết bấm luôn rồi. Thôi để này cày cũng chắc cũng nhanh thôi. Rồi, đánh bài hàng này. Rồi tôi qua hàng Mafia cho nó nhanh mọi người. Rồi, Mafia Boss. Chụp Mafia. Chúng ta phải phủ nó tay mọi người. Đó, thì nó tự bấm thì khá là nhanh hơn mọi người. Chúng ta đủ rồi, chúng ta sẽ reboot. Rồi, để trở lại như cũ. Bước này reboot, đó, chúng ta còn không cái luôn. Dạ, và ai cũng yếu hơn mọi người. Đây, ví dụ giật này nè, đây chúng ta sẽ yếu hơn một xíu. Giật không lãi thằng này luôn. Khá bèo đúng không? Nhưng mà không, chúng ta có thể làm nhanh hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đánh đấm này nha. Đó, thì chúng ta sẽ lên như thánh luôn. Càng rebirth thì nó sẽ càng nhanh hơn nha. Tôi đã đi rebirth cũng khá là nhiều. Tôi sẽ cày mỗi cái lên chừng cả 5.000, không cả 10.000 thôi. Khá là dễ. Cái này được rồi, thì tôi sẽ chơi cái này. Đấy, cứ liên tục vậy thì nó sẽ nhanh hơn nha mọi người. Này cũng không khó. Đấy, chúng ta đang nghe được 7.000. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. Đây, thì sẽ liên tục tới cái này. Để xem nó chết gì nè. Đây là tiếng Anh không? Rồi. Đấy, này cũng nhanh thôi mọi người. Nó 25 mà thì nó sẽ nhanh hơn. Thế chứ không phải nhấn mày thì nó chậm đâu. Giờ nó nhanh hơn rồi thì khá là chắc cú. Này, tôi sẽ nhận một cái 100 boost boy. Rồi, sẽ auto này tiếp. Rồi sẽ lên khá là nhanh. Lên chừng cả 20.000 thì tôi sẽ đi nhặt tay với cái thằng bự nhất nha. Lên rồi. Chim boy. Trời ơi, 900.000 lắm, không chơi được. Trời ơi. Tôi không muốn vượt tay với thằng này. Ok. Rồi. Thì cứ kiếm 15.000 lận mọi người. Rồi thì video này cũng tới đây thôi. Nếu các bạn thấy hay nhấn like, subscribe, đăng ký nhé. Nhấn chuông nhận báo của mình. Bye bye.